Kính thưa quý vị, biểu diễn bay tự do tại sự kiện AOPA Fly in the Air ở Trung Quốc. Tin từ Trung Quốc, dịp cuối tuần vừa qua, một màn biểu diễn bay tự do với wingsuit đã được thực hiện của Hiệp hội Phi công và Chủ sở hữu máy bay Trung Quốc, được tổ chức tại thành phố Chi Phen ở phía bắc Nội Mông. Tại sự kiện nói trên, một nhóm gồm 3 vận động viên nhảy tự do đã thực hiện một cú nhảy từ một chiếc trực thăng ở độ cao 2.000m. Nhảy tự do với wingsuit là một môn thể thao mạo hiểm được phát triển từ môn nhảy dù. Trong những năm gần đây, nhảy tự do đã trở thành một bộ môn phổ biến đối với những người đam mê mạo hiểm ở Trung Quốc. Hội chợ Fly in Fair nói trên đã được diễn ra từ hôm thứ Sáu cho đến hôm Chủ nhật vừa qua.